Đi. Xin chào các bạn, đây là máy xúc. Máy xúc này hôm nay sẽ múc nước nha. Múc nước từ chậu to ra chậu nhỏ nha. Các bạn hãy xem đây, đây là một chậu nước. Chà chà, chúng ta sẽ múc nước ra cái bồn này nhá. Đó, nào, múc này. Chú chú, bắt đầu múc nha. Gì nào. Múc nước nào. Tuyệt vời, máy xúc của chúng ta đấy. Xúc đã múc gần đầy bể nước rồi. Cho các bạn thú, các bạn voi vào cái bể nước để tắm, để cho các bạn nó tắm đấy. À, thật là tuyệt vời. Rồi, xin chào các bạn nhá, tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của chúng tôi nha. Chào tạm biệt.